Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mẹ. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xe mới khiến thân chưa thấy xanh. Đôi khi con này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể luôn chung một nhịp chạy dương. You are fine, nếu muốn dừng lại để nghĩ, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau. Trong cái công ty này cấm điệu. Dạ. Không có ai được điệu hơn tôi đâu nghe. Hồ sơ của em thì tôi đã coi rồi. Buổi phỏng vấn á, đến đây coi như là kết thúc. Khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ báo lại sau. Còn bây giờ thì về nhà chờ. Đi phỏng vấn như đi khám bệnh vậy trời. À anh, em cần phải đi bốc số không anh? Trời đất ơi, đi phỏng vấn mà sao trả treo vậy em? Cái biểu chờ thì cứ chờ đi, hỏi hoài vậy. Dạ. À anh. Gì nữa? Nhưng mà anh có thể cho em biết được ngày và giờ cụ thể được không ạ? Ừ. Tôi nói rồi, tôi biểu về nhà chờ thì cứ chờ đi, sao hỏi hoài vậy? Mấy người á mà tò mò thường không kết quả tốt đẹp đâu, em hiểu không? Anh Phương, Phương, đi ăn cơm. Chị Phượng, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Đang bận đợi một chút. Nú. Ủa Lily, mẹ đâu đây vậy? Tôi đi phỏng vấn công bà. Tôi mới vô làm. À vậy hả? Ừ, được năm rồi. Già như vậy rồi, giờ mới đi phỏng vấn. Mà thôi, có xin là được rồi. Đỡ báo cha báo mẹ. Muộn còn hơn không. Ờ, tính tôi thì không thích ào ào. Đâu có như ai kia, tốt nghiệp xong cái ào vô công ty kiếm cơm liền. Tôi á là phải đi đây đi đó, đi du lịch để lấy kinh nghiệm, để sau này về công ty làm ông này bà kia. Du lịch thành ông này bà kia. Ủa chắc ông này bà kia ở ngoài nhiều lắm. Trời, vậy chúc Lily sớm đạt được cái Lily mong muốn ha. Thứ hai đi làm được rồi tính tiếp. Tất nhiên là được rồi. Trời đất ơi, ở đây là phòng phỏng vấn, tôi còn sống ở đây mà trời. Thôi tính vô rượu đi ăn cơm. Ủa mà hai đứa quen nhau hả? Dạ, bạn học đại học của em, thân thiết với nhau thời á. Chị em. Phỏng vấn xong chưa anh? Xong rồi. Xong về đi. Xong về đi em. Chúc đoàn kết thân ái, quyết thắng vẻ vang ha. Về đi. Thưa anh em về. Trời ơi, tụi bay nói tụi bay quen nhau mà sao thấy tụi bay cà khịa dữ vậy? Nó mới là đứa cà khịa em á anh. Vậy luôn. Nghĩ sao đi học á, trùm cà khịa em. Bạn bè học hành cái gì cũng cạnh tranh với em. Bạn trai em cũng giành luôn, tức không? Trời. Em là em không mưa con đó nữa. Nghe mày nói sao tao thấy nhân cách con này nó thiện lành dữ vậy trời. Đó, anh thấy không, anh thấy không? Ừ. Giờ anh nhắm sao cho nó vô được thì vô. Ừ. Mà thôi đừng cho nó vô. Ủa gì, tao nghe nó cấn cấn sao vậy? Mày nên nhớ nghe, công ty này là có một cái nguyên tắc bất di bất dịch. Một ra là một vô. Chị em tụi bay cà khịa nhau vậy mày ra nó vô đó. Thôi mà chị Phượng, làm việc nhau cả năm rồi chị sao? Thì cái chuyện ra vô á là cái chuyện cấp trên nó quyết định. Chứ tụi bay vô mà tụi bay cà khịa rần rần như vậy, công ty sao chịu nổi. Mà thôi, anh không thích là được rồi. Sếp hiểu ý anh mà. Bữa nào em mời một chậu BBQ nha. Thì cũng được. Nha. Thôi bây giờ đi ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Thì đi trước đi, để tao dặm miếng son cái. Nhanh, em đợi dưới. Đi. Nhanh. Thiệt tình luôn á, hai cái con nhỏ này đảm bảo trong cái hội chị em cà khịa chắc luôn nè. Alo. Dạ, 9 giờ sáng thứ hai em có mặt ạ. Em sẽ mang về đủ giấy tờ. Dạ, em cảm ơn. Tao được phỏng vấn thôi. Tao biết mà, bà
Phượng hả? Người ta mà muốn cái gì bà sẽ làm ngược lại như vậy. Cái nết bà kỳ lắm mà tao biết. Cảm ơn mày. Như đã bảo trước thì xin giới thiệu với mọi người, đây là Đình Luân, em họ của Nếp ở dưới quê mới lên. Sẽ ở nhờ nhà chúng ta trong một tuần lễ vì ký túc xá Nam đang sửa chữa. Xin chào mọi người. Chào em. À, mọi người cứ gọi em là Lucas là được. Hello Lucas. Ờ, em cứ tự nhiên đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi. Ôi, nhìn Nếp vậy mà có em trai dễ thương quá ha. Chị ba là sao? Tại tôi thấy hai chân mày không giống nhau. Chị em họ mà ba, trời đất ơi. Quên. Em có được chị Nếp cho xem hình của mấy chị ở trên Facebook á. Xem hình tụi chị. Dạ đúng rồi, ở ngoài đời mấy chị còn đẹp hơn ở trên Facebook nhiều, mà lại còn dễ thương hơn là lời của chị Nếp kể nữa. Ê, em kỳ quá à. Trời sao em nói đúng quá vậy? Em có nói quá không vậy? Tụi chị có đẹp gì đâu. Còn dễ thương hay không là do cái nết của mọi người á em. Ủa, mà em ở đây hết hè hả? Nghe chị nói này, cả ba người họ đều rất là tốt bụng, nhưng lại trái tính trái nết, cho nên là em cứ vui vẻ lấy lòng để có thể êm xuôi trong thời gian ở đây. Chị yên tâm đi, em ở đây có mấy ngày à, chứ có nhiều đâu. Đúng là tụi con gái mệt mỏi. Sao chị đã đánh em? Chị May cũng là con gái nhá. Em có bao giờ coi chị là con gái đâu. Lucas, tiện cái em đây á, em chọn giùm chị một bộ đi. Em có biết chọn đâu, mà chị đi đâu gấp vậy? Chọn giùm chị đi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của chị á. Cả ba người họ đều rất là tốt bụng, nhưng lại trái tính trái nết, cho nên là em cứ vui vẻ lấy lòng để có thể êm xuôi trong thời gian ở đây. Em nghĩ chị nên chọn màu đỏ, vì màu đỏ nó toát lên sự trẻ trung và quyến rũ của chị. Ồ vậy hả? Chết rồi. Cái gì chết? Ngày đầu tiên đi làm mà chị chọn màu đen là nó sẽ mang lại xui xẻo cho chị. Không những mang lại xui xẻo cho chị mà còn mang lại xui xẻo cho người khác nữa. Vậy hả? Màu đỏ thì chị đi làm sẽ được may mắn hơn. Cảm ơn em. Em đúng là biết nhìn người á. Mới đầu chị còn tính chọn màu đen nữa. Dạ đúng rồi, nhìn chị là ai cũng biết chị hợp với cái màu trẻ trung và năng động. Ai mà ghét chị dữ lắm á, mới chọn cho chị là màu đen đó. Hai chị em có chuyện gì mà vui gọi vậy? Nếp, tiện đây tôi hỏi bà luôn, thấy tôi mặc này hợp không? Màu này hơi trói, nhưng mà đi làm hay đi chơi thì nhìn hơi trẻ trâu. Ê, cái bộ màu đen nhìn da dằn hợp với ba hơn á. Cái này á hả? Lily cũng già rồi, thì đâu phải trẻ trung gì nữa. Bà thì là đáng ghét, tôi ghét bà. Ủa, là sao? Em đâu biết gì đâu. Đừng lại. Chào Chino. Chị đang làm gì vậy? Chị vừa mới làm rau câu sữa tươi lá dứa nè. Wow, chị Nu cũng biết làm rau câu nữa hả? Chị mới thử làm thôi, chị có tìm hiểu trên mạng nên làm thử, mà như là không được như mong đợi lắm. Chị Nu giỏi quá. Lần đầu tiên làm á mà tổng thể hài hòa như vậy, nhìn là muốn ăn liền luôn. Thật hả? Em có nói quá không vậy? Dạ không, em nói thiệt. Vậy thì em ăn thử rồi cho chị nhận xét nha. Ủa, em sao vậy?
nó ngon đến nát lòng luôn á chị. Nó ngon đến nát lòng luôn á chị. Cái vị rau câu ha, nó bở của sữa tươi. Còn rau câu thì nó mặn ơi là mặn. Mặn ơi là mặn. Nói chung là nó ngon lạ dữ lắm chị. Mà chết cha rồi, chị bỏ lộn muối thành đường rồi. Tức ghê. Thôi để chị đem bỏ. Ê khoan đã chị. Sao vậy? Em thấy hơi tiếc. Đây là được làm bởi bàn tay hết sức khéo léo của chị và đầy ắp tình cảm trong đây, mà giờ chị bỏ là tiếc lắm luôn á. Thiệt hả? Em dễ thương quá à. Hay là chị cho em hết á, em để dành từ từ mà ăn. Cảm ơn chị. Ủa làm gì mà sụn tù quá vậy? Cô Gino. Cái đụng bay hay gì đấy? Đồ thiếu hả? Nhìn ghê quá đi. Bỏ đi bỏ đi. Đồ thiêu cái gì mà đồ thiêu. Đây là rau câu của chị Nu làm. Rau câu? Dạ đúng rồi. Nhìn nó bở như vậy thôi, nhưng mà bên trong là cả tâm huyết và tình cảm của chị Nu đặt vào. Chị thử đi. Ăn thử. Thì ăn thử. Rau câu gì mà mặn chát vậy? Ai mà ăn cho được? Ăn được thì ăn, không ăn được thì ăn. Ủa? Món này dành cho những người thực sự biết thưởng thức. Mà quên nữa, tiền trong tài khoản á, tôi mua nguyên liệu làm rau câu hết rồi. Bà mượn người khác nha. Ủa? Không phải ba đã hứa là cho tôi mượn tiền đó để đóng tiền học nhảy đó hả? Tiền á, nó nằm trong rau câu bày hay mặn chát này nè. Đáng đổi với thùng rác mà bà nói á. Tôi đi đổ. Nu. Chị cho em hết á. Em để dành từ từ mà ăn. May quá. Cái thằng nhóc này. Em không có biết gì hết trơn á. Cùng chung chí hướng, dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.